ไปอยู่ไปnhẹ chia cái đầu tóc làm hai nè, mình kéo gì nè, nắm mình dặn đi tới trước nè, tự động nó cắt cái kiểu gì, hai cái má như bây giờ nó bay rồi, thì cái tóc ăn tóc mành nè, cần làm cái gì cho nó bồng bềnh nhiều, nắm dặn đi tới trước này không? Đi sau đứng quay vô trong gương á. Nhớ nha quý, vì nhẹ kèo cái máy mình á, kèo bằng hai, kèo hướng lên gì nè, không kèo xong khi mình nâng nhẹ được cái thẻ nó xuống xong bắt đầu cho nó phòng nó nhiều lên.